Nắng dâm miền tìa, vùn nhâm. Can đang hoi tốt bôi hàng dây với dìa trắng úi vùn, đòi nhua bông khâu hầy, đàn vua hoàng nhà mà trắng hút. Dâu tía dâu mà trắng hút ba nhàn, liệu ánh mai cống mẳng, mút nhàn bánh mắt đồng tụ. Tía mà trắng ánh buồn tụ, chiều hàng, y chàn úi tốt vùn, nay hắn chụp phàm hàng dây. Mình làm bố làm mẹ cũng phải chịu thôi. Bây giờ nuôi được thằng này năm nay là 13 tuổi rồi, thế nó 73 tuổi rồi. Xì cấu măng buôn hoàng măng bìa tháo đài chiếc bùa căn kéo xì cho cha dìm ôm cú mài lai nhàn lai mài vô mắm nhàn vô mắm bông bàn chuồng hàng dây mài tía mài mà chém mít hên cha búa em vết trắng mài tía mài mà vết to bông khâu chiều hàng mài vết trắng mài ôm mài cú có lúc bà cũng thấy khổ lắm. Mà đại tràn vết trắng ánh mày hai khâu hầy, nhìn bùa mai tía mày mà, nay mày tía mày mà vết tàu ông cú chủ cấu màng điều, bút bèn với ông cú trắng màng hăng. Thêm dệt dùn, ông quân chùa lý trắng dấu trách nhiệm trên miền tía, miền mà. Chất xa cấu màng cháo bùn phun tu hồ, liều càng nay, mai chỉ năm tóng đầy hung xuấn, nài viết dây nài hô peo. Gia đình ấy. Hô peo về ánh mài của đàn phun ấy hàng đài về buồn khâu ấy nó hái, tụ sinh nhằn, ca, liều ánh mài bùn có phun mình tụ sâu bến miền. Phun hài ham tháo ôm cú, mai mài ôm cú vốn mới hiu tu ấy hải ạ. Y sàn phun trắng chiều xuất ra tổ sâu, liều càng nay lo thuốc công tấu thánh phun ôn cú. Kiếm tiền để du ông bà. Dìm nay hàng tây, có em trắng mày tu dẻo quần hay, niết giỏi dìm xịt phù quế dìm tía mà. Kéo can phun, lầu đâm mình tổ sâu, lãn tràn vết trắng ánh đo chàng, màng ngùng, hàm ai tới bồn công phun ôn cú. Biết lo cho nó như thế mà chẳng biết làm thế nào được. Hiếu giàu buồn phun ấy hàng này với tỏ ôm cú mà hiếu giàu hay nhường tụ. Mừng ói phun trắng tổ sâu quay gió chơi buồn càng nay. Lo thúc buồn nghề, ôm cú với cào cổ ạ, mấy hiếu giàu hay nhường. Kể dìa càng nay ôm cú mất mình, mấy hiếu phun ấy nó hài ạ. Sợ sau này ông bà thì mất đi, không biết cháu sống ra sao nữa. Nòm bèo nào chẳng mấy cáo điệp. Liêu ánh mày tăng là có thóng giáo buồn nắm buồn ôm cú, phai phun buổi muôn. Dì xuất ra chìm ông Lý Ngọc Quân, căn kéo chùa Trần Thị Lý, dáng thánh buồn làn phun, ánh thêm nghị lực minh phóng. Dịch hoa sang trắng khỏi đạo, ây hăng đã có hoa căn kỳ lệnh, phạm lý Việt Hoàng trắng tỏ sâu. Sau bộ thảo tòng tổ sâu ây hăng là có bùng bản, dịch hành trình lo tháo đào hoài. Tôi là chủ nhiệm của em Phạm Lý Việt Hoàng, học sinh lớp 7B. Dìa về một phiên xe chủ nhiệm chêm em Phạm Lý Việt Hoàng, học sinh lớp 7B, em Hoàng trắng ánh mai bèo nhua trắng bồng tủ khâu. Cội hàn tía mà dìm kêu căn ôn cú. Y dàn nai ôn cú cố dìm thóng tổ dâu, Hoàng vết trắng ánh mai cấu màng tốt lống hài hưu tổ dâu quay giói. Điều viên hài hưu phun con em biên có một phiên xanh. Trên vết trắng mai đặc biệt vết tỏ em trắng mấy tu ấy hàng cốc bồng bản. Cái kiến thức của các thầy cô giáo truyền đạt có lẽ là do hoàn cảnh của em rất là đặc biệt nên là rất là nhút nhát, sống thì khép mình. Mai mai hãy dễ dàng tu lúng, mai tu thăm buồn quyết tình dâm đàn miền, dính dầu bến buồn dễ dàng tu lồng hang. Là tấy buồn tiêu câu lại chẳng con tiền vệ, tiêu sĩ buồn chủ chiêm em Phạm Lý Việt Hoàng. Cho cha mình quý buồn cấm dị khâu, đồng tấy buồn nghị lực mình phóng. Đồng tháo buồn cấm dị khâu, em trắng màng tài mài tu hưu, căn kiếu màng thuốc buồn dễ dàng ý nghĩa. Trong mưa con đã thấy mẹ, mẹ dịu dàng hát khúc ca. Sao con hắn mẹ buồn, nhìn cánh đồng xa xa anh có.
Mua tỏi chiên ham, mua tỏi trang bằng sung lệ trình con kim miền vải dâm đà chôn vắng Việt Nam. Hiệu in mua tỏi cứu vùng bản trắng ăn hiệu tăng mạng. Hiến vùng mua tỏi cứu vùng bản dâm có vùng lệ trình găng. Chiên ham thảo mua tỏi.